Kim Hà xin kính chào quý khán giả đang theo dõi đài SBTN bản tin Hòa Thịnh Đốn. Hôm nay Kim Hà lại xin hân hạnh được giới thiệu giảng sư Thích Tâm Hiền, viện chủ viện tu viện Trúc Lâm ở Atlanta, Georgia, và một lần nữa cũng xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Đoàn, pháp danh Nguyên Tu, là hội trưởng của Hội Phật giáo Mỹ Châu chùa Hoa Nghiêm. Xin kính chào thầy và kính chào bác sĩ. Kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Hòa Thịnh Đốn, hôm nay Kim Hà rất hân hạnh được thực hiện cái buổi phỏng vấn thầy viện chủ, là vì Kim Hà được biết là sắp tới tại chùa Hoa Nghiêm, ngôi chùa Hoa Nghiêm chúng ta cũng biết là vừa được khánh thành rất là khang trang, thì tại chùa Hoa Nghiêm vào tháng 7 này, tháng 7 âm lịch phải không ạ? Dạ, dạ thưa bác sĩ, có thể cho biết là chúng ta có một cái sinh hoạt đặc biệt gì hay không ạ? Dạ, kính thưa giáo sư Kim Hà, kính thưa tất cả Phật tử Cộng hòa Tịnh Đốn, là chúng tôi được hân hạnh xin thông báo cùng đồng bào Phật tử Cộng hòa Tịnh Đốn và các đồng hương, chùa Hoa Nghiêm sắp tổ chức một đại lễ trái đàn trần tế giải oan bạc độ vào ngày 6 và 7 tháng 8 dương lịch năm nay, để mà giải oan tất cả những oan hồn tự sĩ cũng như là nạn nhân chiến tranh, những nạn nhân của vượt biển, cũng như là những oan hồn, những uổng tử đã chết mà không ai thừa nhận. Rồi mình theo quan niệm đạo Phật thì là cũng như nhân gian thì là âm siêu dương thái, vì vậy chúng ta không thể nào quên được những cái người mà đã hy sinh đóng góp cho tổ quốc, cũng như là những người đã bị chết oan chết uổng. Vì vậy chúng tôi sẽ thỉnh quý thầy về để làm đại lễ trai đoàn trận oan giải oan bạc độ. Dạ thưa giảng sư viện chủ, Kim Hà được biết là cái ngày mình tổ chức nó sẽ vào, mà người Việt mình vẫn hay nói là tháng 7 mưa ngâu, có phải không ạ? Yeah. Dạ thưa, tức là tháng 8 của dương lịch. Dạ thưa thầy, như vậy là ngày nào đó thưa thầy? Dạ thưa chị giáo sư Kim Hà và thưa tất cả quý vị Phật tử và đồng hương khán giả của đài SBTN, đó là vào ngày mùng 7 mùng 8 tháng 7 âm lịch và ngày mùng 6 mùng 7 tháng 8 tây lịch. Dạ. Dạ thưa, tức là nhằm ngày thứ bảy với chủ nhật ạ. Dạ. Thưa quý vị khán giả cũng thấy là hai ngày đó mà tổ chức trai đàn thì rất thuận tiện để đồng bào Phật tử trong vùng có thể tham gia được. Và chúng ta cũng biết là cái trong sinh hoạt nhân gian của mình, trong cái sinh hoạt nhân gian của nền văn hóa Phật giáo đó, thì chúng ta vẫn biết, vẫn nghe được những cái câu chuyện về cái vấn đề báo hiếu hay là giải oan như thế nào. Nhưng mà thưa thầy, khi mà nghĩ rằng với sự hướng dẫn của thầy thì có lẽ là nó sẽ rõ ràng và đầy đủ hơn để cho đồng bào Phật tử đang theo dõi chương trình của bản tin Hòa Thịnh Đốn có thể hiểu được cái mục đích và cái cách tiến hành của chúng ta về cái trai đàn giải oan bạc độ như thế nào ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý vị khán giả đài FPTN, thưa chị giáo sư Kim Hà, thực sự ra thì cái giải oan bạc độ đó nó có nhiều ý nghĩa, và trận tế âm linh cô hồn nó bắt xuất phát từ thời Đức Phật còn tại thế đó, trong đó có ngài A Nan là người đệ tử Đa Văn, đệ nhất Đa Văn của Đức Phật, mà khi ngài đang còn tập tu thiền định đó, thì ngài mình nhìn thấy, khi ngồi vào trong thiền định thì nhìn thấy sao có nhiều loài đói khát và nhiều loài là đau khổ trong chỗ ngạ quỷ địa ngục cũng như xuất sanh. Cho nên nhân đó mới vô thưa với Bất Đức Đức Thế Tôn, tức là thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật mình nói đó là có 12 loài cô hồn mà do con người mình tạo nhiều cái nghiệp lực khác nhau để sinh vào trong những cái loài đó. Cho nên chi Đức Phật mới bày ra cho chúng tăng, khi mình ăn thì mình phải chú nguyện, và mình sẽ bổ thí cho những người mà cả khúc mặt khúc mày đó, và những cái vị mà ngạ quỷ xuất sanh mà do con người mình tạo nghiệp ác để rồi sinh vào trong cái loài đó. Cho nên chi từ đó mà trở về sau thì những người đệ tử Phật cũng giống như hàng Phật tử tại gia luôn luôn nhớ tưởng tới lời Đức Phật dạy, và nhớ tới cái hình ảnh của ngài A Nan đang ngồi thiền nhìn thấy những người khổ đau. Chính vì vậy mà tổ chức chứng tế cho 12 loài cô hồn. Và cũng giống như quý vị biết là nhà văn Nguyễn Du đã viết về thập loài cô hồn rất là hay và rất là chiêu cảm.
Đặc biệt trong cái lễ giải oan bậc đồ thì còn có ý nghĩa giải á, là giải oan kết. Giải ra là bỏ, buông bỏ ra. Oan á, là những oan ức, tức tối. Là có nghĩa rằng là giải oan là giải đi những cái sự mà oan ức mà mình không có ngầm đắng đùa cay, mà chết trong tủi nhục, chết trong đau thương mà không một lời bày tỏ được, ôm những cái hận đó mà chết thì không có siêu thoát được. Còn bây giờ hiện tại đó, ở Việt Nam cũng có nhiều cái nhà ngoại cảm đã nhìn thấy có nhiều người chết 30-40 năm vẫn không được siêu thoát. Chính vì vậy mà hiện tại là ở Việt Nam hay là ở tất cả các nước mà có về cái nền Phật giáo Đại Thừa thì họ hay đem cái lòng từ bi để thương tưởng đến những cái người chết oan uổng đó, để bày ra một cái lễ và là giải oan bậc đồ, là giải đi những sự oan kết, giải đi những cái sự mà tủi nhục mà họ ôm trong lòng để mà ra đi mà chưa một lời phân biệt. Cho nên chi trại chùa Hoa Nghiêm cũng vừa khánh thành và các Phật tử cũng nghĩ tưởng đến tổ tiên ông bà cha mẹ của mình, nghĩ đến những chiến sĩ trường vong, những người oan hồn uổng tử, những người đi vượt biên chết trên biển cả hay là bị hải tặc hãm hiếp rồi cũng chết trong tủi nhục, cũng giống như các vị thai nhi do phá thai, hư thai hay bị sảy thai, thì những người đó rất là oan nghiệp và oan hồn. Và chính nhờ vào cái đức nương tựa vào cái đức thanh tịnh của thập phương đại đức chúng tăng cho ba tháng an cư, cho nên chi chùa cũng thỉnh quý thầy từ tu viện Trúc Lâm cũng như quý thầy ở Cali về chùa Hoa Nghiêm để tổ chức cái đại lễ trái đàn giải oan bậc đồ và chứng tề âm linh cô hồn. Dạ thưa thầy viện chủ, như vậy là chắc cái ngày mà trai đàn giải oan bạc độ đó, có lẽ là chùa Hoa Nghiêm, bên chùa Hoa Nghiêm có thể thỉnh được chắc rất nhiều tăng ni, phải không ạ? Dạ. A Di Đà Phật, thì theo trong ban tổ chức cho thầy biết đó, thì cũng thỉnh trên dưới 30 vị tăng ni cùng nhau để cầu nguyện. Đặc biệt cái ban kinh sư chứng tế này là những thầy xuất gia từ nhỏ và đã ở trong chủng thiền môn và rất là rành về cái chuyện là giải oan bậc đồ và chứng tế âm linh cô hồn, cho nên chỉ cùng nhau về chùa Hoa Nghiêm để cầu nguyện. Và sự cầu nguyện này nó có nhiều cái sự lợi ích. Lợi ích thứ nhất là để cho những người oan hồn của mình, những người thân của mình mà chết trong những trường hợp mà chúng tôi đã trình bày qua. Chính vì vậy mong rằng là quý vị Phật tử khi nghe được cái bản tin này đó, gửi tin về chùa Hoa Nghiêm để mà cầu siêu độ, thì đó là một sự lợi ích lớn cho tất cả những người chết. Dạ thưa Kim Hà, hết sức cảm ơn thầy viện chủ đã cho biết điều đó. Thưa quý vị khán giả đang theo dõi đài SBTN bản tin Hoa Thịnh Đốn, tức là chúng ta có thể theo cái địa chỉ mà Kim Hà vừa đọc, tức là 9111 Buckley Road, Fort Belvoir, Virginia VA 22060, thì gửi về tên của thân nhân mình, hay hoặc là chúng ta có thể yêu cầu những lời cầu nguyện, chú nguyện nó đặc biệt đến tên hay là đến một hội đoàn, một đoàn thể hay tất cả những người mà đã oan khúc mất đi hoặc là đang cần được cầu an đến với chùa Hoa Nghiêm. Thì chúng ta thấy là từ ngày chùa Hoa Nghiêm khánh thành đến giờ, chúng ta cũng biết là những bản tin về tu học, là chương trình tu học rất là phong phú. Ngoài ra bây giờ lại đặc biệt có tổ chức được cái buổi trai đàn giải oan bậc độ nhân cái mùa lễ Vu Lan báo hiếu này, thì chúng tôi thấy rằng thật sự cảm ơn công đức của tất cả quý vị trong ban tổ chức của cái ngày trai đàn giải oan bậc độ. Đặc biệt xin hết sức trân trọng mang ơn thầy viện chủ đã bỏ thì giờ đến với đồng bào Phật tử vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Một lần nữa là xin cảm ơn và xin trân trọng kính mời tất cả quý vị Phật tử, chúng ta có thể thông báo cái tin này đến người thân quen trong vùng hay là ở những tiểu bang lân cận, bởi vì đó là ngày đại lễ rất lớn và chúng ta có được cái trai đàn giải oan bạc độ gần như là lần đầu tiên tổ chức tại địa phương của chúng ta. Đến đây Kim Hà xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình SBTN bản tin Hoa Thịnh Đốn, và xin hẹn quý vị gặp lại quý vị vào một lần khác. Dạ, yeah, xin chào chị Kim Hà và xin chào quý vị khán giả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
thưa quý vị, bản tin Hội Thánh Đốn sáng hôm nay đến đây xin được tạm ngưng. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là an lành và hạnh phúc, cũng như một ngày lễ July 4th thật là tưng bừng vui vẻ. Vân Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.